Đến với bản tin an ninh chính trị nóng nhất 24 giờ ngày hôm nay, xin kính mời quý vị các bạn cùng điểm qua những tin chính đáng chú ý. Bình Dương chỉ đạo nóng kiểm điểm cán bộ vụ xin doanh nghiệp 500 triệu đồng. Nhóm nghi phạm vụ xịt hơi cay, cướp điện thoại ở chung cư Linh Đàm đã xa lưới. Hà Tĩnh xử lý kỷ luật hàng loạt cán bộ xã Thuần Thiện có sai phạm liên quan đất đai. Khởi tố bắt tạm giam đối tượng ở Tuyên Quang tuyên truyền chống nhà nước. Bắt chủ khách sạn Điệp Quy Thái Bình để điều tra vụ cướp ô tô. Công an Hà Tĩnh khởi tố đối tượng lừa bán 12 xe ô tô, chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng. Ngay sau đây mời quý vị các bạn đến với phần nội dung chi tiết. Bình Dương chỉ đạo nóng kiểm điểm cán bộ vụ xin doanh nghiệp 500 triệu đồng. Ngày 15 tháng 1, liên quan đến vụ việc Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Thuận An ra văn bản xin doanh nghiệp 500 triệu đồng đón Tết, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết đã chỉ đạo các cơ quan chức năng và địa phương kiểm điểm trách nhiệm đối với cán bộ ban hành văn bản này. Theo ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, từ trước tới nay tỉnh không có chủ trương xin doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí đón Tết. Mọi công tác chăm lo Tết tỉnh đã có kế hoạch chuẩn bị hàng năm trên tinh thần tiết kiệm nhất, tuyệt đối không vận động tiền từ doanh nghiệp. Về hướng xử lý, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cho rằng trách nhiệm thuộc xử lý về Ủy ban nhân dân thành phố Thuận An nên tỉnh đã yêu cầu thành phố có hình thức xử lý đối với những cá nhân liên quan. Trước đó, mạng xã hội lan truyền văn bản của Tránh Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Thuận An gửi doanh nghiệp để xin hỗ trợ 500 triệu đồng dịp Tết Nguyên đán năm nay. Văn bản do ông Đoàn Tấn Dũng, Tránh Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Thuận An ký vào tháng 12 năm 2021. Hiện ông Dũng đã luân chuyển công tác về làm bí thư một phường ở thành phố Thuận An. Sau đó, Ủy ban nhân dân thành phố đã khẩn trương xác minh vụ việc. Qua báo cáo của Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban nhân dân, vừa qua, thành phố Thuận An là tâm điểm của vùng dịch và nhận được nhiều sự hỗ trợ từ các lực lượng nơi khác đến giúp sức. Trong quá trình phòng chống dịch, cần phải đảm bảo đời sống sinh hoạt cho lực lượng tuyến đầu hỗ trợ phòng chống dịch, nên có những khoản chi phí vượt định mức, cần phải sớm thanh toán cho các đơn vị cung cấp thức ăn, chỗ ở. Biết được vấn đề này, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển Lê Phong đã chủ động liên hệ Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân muốn được hỗ trợ cùng giải quyết những khó khăn và công ty có đề nghị Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân gửi văn bản. Từ đó, Tránh Văn phòng đã phát hành công văn trên và cho văn thư gửi công ty. Ủy ban Nhân dân thành phố Thuận An không có chủ trương gửi văn bản cho các doanh nghiệp trên địa bàn. Tuy nhiên, có văn bản này là do nóng vội, mong muốn xử lý hoàn thành những vấn đề khó khăn chung trước khi Tránh Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân bàn giao công việc để luân chuyển công tác. Qua sự việc, Ủy ban Nhân dân thành phố Thuận An đã chỉ đạo khẩn trương thu hồi văn bản, yêu cầu Tránh Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tổ chức kiểm điểm về việc ban hành văn bản này. Về sự hỗ trợ của công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển Lê Phong, thành phố Thuận An đã chỉ đạo Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân trả lại cho công ty này. Nhóm nghi phạm vụ xịt hơi cay, cướp điện thoại ở chung cư Linh Đàm đã xa lưới. Ngày 15 tháng 1, Cơ quan Điều tra Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã bắt giữ 3 nghi phạm gây ra vụ cướp tại chung cư HH1A Linh Đàm. Nhóm đối tượng gồm Nguyễn Tùng Lâm sinh năm 87 ở Hưng Yên, Tô Văn Tình sinh năm 93 ở Quảng Ninh, Lê Duy Dự sinh năm 94 quê tỉnh Thanh Hóa. Các đối tượng này bị bắt sau khoảng 7 ngày lẩn trốn ở nhiều tỉnh thành khác nhau như thành phố Hồ Chí Minh, Hải Dương và Hưng Yên. Bước đầu, các đối tượng khai nhận quen biết nhau trong hội nhóm qua mạng Internet, rủ nhau thực hiện việc trên để lấy tiền tiêu xài trả nợ. Trước đó, chiều ngày 8 tháng 1, ba đối tượng đã giả làm khách mua điện thoại đến nhà anh A, quê Nam Đàn, Nghệ An ở tầng 3 chung cư HH1A Linh Đàm. Sau đó, nhóm này đã xịt hơi cay, đánh trói nạn nhân và cướp 3 chiếc điện thoại sau đó bỏ trốn. Trước đó, Công an quận Hoàng Mai đã bắt giữ Nguyễn Tùng Lâm, sinh năm 87, quê ở Hưng Yên khi Lâm vào trốn tại thành phố Hồ Chí Minh, Tô Văn Tình, sinh năm 93 ở Quảng Ninh, trốn tại Hải Dương. Vụ cướp xảy ra tại căn hộ người đàn ông ở Nam Đàn, Nghệ An, tầng 3 chung cư HH1A Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Người đàn ông này đăng thông tin bán điện thoại Samsung Note 10 Plus trên mạng. Chiều ngày 8 tháng 1, một nam thanh niên gọi vào số điện thoại di động của anh hỏi mua. Anh đồng ý để khách đến xem điện thoại. Khoảng 1 giờ sau thì ba nam thanh niên đến căn hộ ở chung cư HH1A Linh Đàm như đã hẹn. Tại đây chúng bất ngờ xịt hơi cay, đánh, dùng dây mang theo trói chủ nhà rồi cướp đi 4 chiếc điện thoại di động đắt tiền. Bước đầu, các nghi can khai quen biết nhau qua mạng, sau đó lên kế hoạch để cướp tài sản. Chúng chưa biết tên thật của nhau. Hà Tĩnh xử lý kỷ luật hàng loạt cán bộ xã Thuần Thiện có sai phạm liên quan đất đai. Ngày 15 tháng 1, thông tin từ huyện ủy Can Lộc, Hà Tĩnh, đơn vị vừa ban hành các quyết định thi hành kỷ luật với nhiều cán bộ chủ chốt của xã Thuần Thiện.
Theo đó, Bí thư Đảng ủy xã Lê Sĩ Sơn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Thuần Thiện bị kỷ luật cảnh cáo, thôi giữ chức Bí thư, chuyển xuống làm Phó Bí thư. Ông Lê Sĩ Thái, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo, cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã, nhiệm kỳ 2020-2025, xuống làm Phó Chủ tịch. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nguyễn Nam Vũ bị cảnh cáo cùng 6 cấp ủy chi bộ bị luật, 2 cảnh cáo, 18 bí thư chi bộ và xóm trưởng bị xử lý. Được biết các trường hợp này bị xử lý về những vi phạm trong công tác quản lý đất đai, đối với lãnh đạo xã buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo, đối với các trường hợp ở xóm là vi phạm về đất đai. Được biết, trước đó ông Phan Văn Tiến là công chức địa chính nông nghiệp xây dựng và môi trường xã Thuần Thiện cũng đã chịu hình thức kỷ luật buộc thôi việc do vi phạm trong lĩnh vực đất đai. Liên quan đến việc kỷ luật cán bộ tại xã Thuần Thiện, ngày 2 tháng 11 năm 2021, tin tức 24 giờ TV đã đăng bài Hà Tĩnh, xã Thuần Thiện buông lỏng quản lý, thôn tự ý cho thuê đất trái quy định. Nội dung bài viết phản ánh hàng loạt sai phạm trong lĩnh vực đất đai tại địa phương này. Theo đó, do lãnh đạo xã Thuần Thiện buông lỏng quản lý nên chỉ trong một thời gian ngắn, các cán bộ thôn tại xã này đã tự ý cho thuê đất trái quy định, thu gần 2 tỷ đồng. Các hình thức kỷ luật của huyện ủy Can Lộc là xác đáng, nhận được sự tin tưởng ủng hộ của nhân dân địa phương. Khởi tố bắt tạm giam đối tượng ở Tuyên Quang tuyên truyền chống nhà nước. Ngày 15 tháng 1, Công an tỉnh cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với Lê Mạnh Hà, sinh năm 70, trú tại thôn 23 xã Kim Phú, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Lê Mạnh Hà bị khởi tố về tội làm tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định tại Điều 117 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Quy định khởi tố vụ án đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn. Theo tài liệu điều tra, bị can Lê Mạnh Hà đã biên soạn, đăng tải, chia sẻ trên các trang mạng xã hội YouTube, Facebook nhiều bài viết, video clip có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, xúc phạm lãnh tụ Hồ Chí Minh, xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước, phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân. Khám xét nơi ở của Lê Mạnh Hà, cơ quan an ninh điều tra thu giữ được nhiều tài liệu chứng cứ liên quan đến hành vi phạm tội. Hành vi của Lê Mạnh Hà đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự vững mạnh của chính quyền nhân dân, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc nên cần phải được nghiêm trị. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang hiện đang tiếp tục điều tra và mở rộng vụ án. Bắt chủ khách sạn Điệp Quy, Thái Bình để điều tra vụ cướp ô tô. Ngày 15 tháng 1, Công an tỉnh Thái Bình đã có thông tin chính thức về việc khám xét khách sạn Điệp Quy, số 29 đường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Đức Điệp, chủ khách sạn Điệp Quy, 46 tuổi, ở tại tổ 4 phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình, tội cướp tài sản, quy định tại khoản 4, điều 168 Bộ Luật Hình sự. Theo điều tra ban đầu, Điệp đã có hành vi cướp xe ô tô Honda Civic biển kiểm soát 30H23358 của một người phụ nữ ở tỉnh Thái Bình. Bà này là người vay 600 triệu đồng của bà D, chị gái, từ năm 2020 nhưng chưa trả. Cụ thể khoảng 9 giờ 30 phút ngày 23 tháng 12, bà D đến chi nhánh một ngân hàng tại thành phố Thái Bình để giao dịch thì gặp bà N nên đã yêu cầu bà N trả số tiền đã vay. Sau đó bà D gọi chồng đến để cùng đưa bà N về nhà mình giải quyết chuyện vay nợ. Khi về đến nhà, vợ chồng bà D đã khóa cửa, không cho bà N ra và gọi cho em trai mình là Điệp đến để cùng xử lý công việc. Sau khi đến nơi, Điệp cùng vợ chồng bà D đã đe dọa ép bà N viết giấy bán xe ô tô để trừ nợ. Khi mọi việc xong xuôi, Điệp lái xe ô tô của bà N về, cất giấu tại khách sạn Điệp Quy. Còn bà N sau khi được thả ra ngoài đã đến Công an thành phố Thái Bình trình báo và tố giác hành vi của Điệp cùng những người liên quan. Sau khi tiếp nhận thông tin trình báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã vào cuộc điều tra và làm rõ. Xét thấy có đủ căn cứ để khởi tố Phạm Đức Điệp hành vi cướp tài sản, nên Cơ quan điều tra đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam để tạm giam đối với Điệp, đồng thời khám xét khách sạn Điệp Quy do chiếc xe ô tô bị cướp được cất giấu tại đây. Công an Hà Tĩnh khởi tố đối tượng lừa bán 12 xe ô tô, chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng. Ngày 15 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Nhật Linh, sinh năm 1994, trú tại xã Quảng An, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng để sớm đưa vụ án ra xét xử trước pháp luật. Hoàng Nhật Linh làm nghề sửa chữa mua bán ô tô cũ tại thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng tháng 4 năm 2021, thông qua các hội nhóm mua bán xe ô tô cũ trên mạng xã hội,
Hoàng Nhật Linh kết bạn với anh Nguyễn Duy Hân, sinh năm 1991, anh Nguyễn Duy Trình, sinh năm 1990, cả hai đều làm nghề sửa chữa ô tô tại Hà Tĩnh. Sau đó Linh gửi hình ảnh các xe ô tô chào bán cho anh Hân và anh Trình. Khoảng đầu tháng 12 năm 2021, anh Hân và anh Trình vào thành phố Hồ Chí Minh gặp Linh để xem xe và trao đổi mua bán xe. Tại đây anh Trình và anh Hân mua của Linh 4 xe ô tô cũ. Do Linh thua lỗ nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của anh Trình và anh Hân. Linh đăng nhập tài khoản Facebook Hoàng Linh rồi tiếp tục gửi hình ảnh thông tin xe cho anh Trình, anh Hân để chào bán, cam kết xe đảm bảo chất lượng, không vướng mắc các thủ tục pháp lý. Do tin tưởng nên anh Trình và anh Hân không trực tiếp xem xe nữa, mà chỉ căn cứ vào hình ảnh thông tin do Linh gửi, sau đó thống nhất mua xe. Linh cam kết trong vòng khoảng 3 ngày sẽ hoàn thiện thủ tục mua bán và giao xe. Sau khi nhận được tiền mua xe, Linh sử dụng để tiêu xài cá nhân và trả nợ. Không có xe để giao và tìm mọi cách kéo dài thời gian. Biết mình bị lừa nên các nạn nhân đã trình báo cơ quan chức năng. Kết quả điều tra bước đầu của cơ quan công an xác định từ ngày 8 tháng 12 năm 2021 đến ngày 20 tháng 12, Hoàng Nhật Linh đã lừa bán 12 xe ô tô cũ các loại cho anh Nguyễn Duy Trinh và anh Nguyễn Duy Hân, chiếm đoạt tổng số tiền trên 2,7 tỷ đồng.